Xin chào tất cả các bạn, mình là Hùng, là founder của Huta Life Online. Ngày hôm nay thì bên mình có chuyến hành trình đi bảo trì các cái đèn cho các nhà hàng ở trong Sài Gòn. Hiện tại mình đang ghé chân ở 65 Lê Lợi của Sài Gòn Center. Bên mình đang chuẩn bị bảo trì cho Fusion. Đây là một cái khách sạn khá lớn, có một chuỗi khách sạn ở trong Sài Gòn. Bên Fusion có của mình 20 cái đèn. Từ Tết tới giờ thì bên mình quay trở về để xem hiện tại chất lượng có bị thay đổi không. Cái đèn bây giờ nó có chặt gì không? Đó. Vì một số cái nó sẽ bị xúc cái dưới này nè. À, đâu sai. Rồi cái hai là một số cái thì nó sẽ bị lỏng. Ừ, ok. Không có dặn vô được. Thì anh giúp kiểm tra giùm tụi em. Hiện tại bên mình đã tới Fusion. Các bạn đơn hàng cũng đã hỗ trợ mình tổng cộng là 20 cây đèn ở đây. Thì đa số đèn này bên phía các khách hàng có nói là bị lỏng cái cỏ. Bên mình kiểm tra thì thông thường đa số với tất cả nhà hàng tần suất sử dụng khá lớn. Mỗi ngày bạn đi ra mang vô khách để trên bàn, nhiều lúc sơ ý bị làm rớt nên là hay bị lỏng những cái cỏ này. Mình tháo ra, ship những cái ốc chặt lại cho khách hàng. Còn hiện tại tất cả những mặt đèn hoặc là nào khó khắc phục, ví dụ cây đèn như thế này nó bị quật những cái mạch sạc của một phần, các bạn sơ ý thôi thì sẽ làm tụt những mạch sạc này, thì bên mình sẽ mang về để bảo trì và thay thế cho khách hàng, tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Cái này nó có điều chỉnh sáng, không biết các bạn làm mình biết chưa? Ôi, nó có điều chỉnh được ha. Đây mình chỉ hướng dẫn. Làm bật lên là sáng, và đè giữ xuống và giảm sáng xuống ha. À, xong rồi đè giữ lại là tăng sáng lên. Để biết chi tiết hơn bạn có thể truy cập YouTube của Huta và xem video này nhé. Bây giờ mấy pin mình xài được lâu không? Kết thúc cái chuyến hành trình thì bên mình đã siết chặt lại và khắc phục số sửa chữa nhỏ ngay tận nơi cho khách hàng. 7 cây còn lại thì bị tụt mạch sạc và không sáng để mình phải mang về công ty để sửa chữa. Các bạn biết đó, với một cái tần suất sử dụng liên tục và khá lớn nên việc chọn lựa những nhà cung cấp mà có chính sách hậu mãi và luôn bên cạnh khách hàng là điều rất quan trọng. Chúng ta luôn luôn tự tin rằng là một đơn vị uy tín và luôn đồng hành cùng với khách hàng để minh chứng qua những video mà trải nghiệm như thế này đây. Và một lần nữa, Huta cảm ơn công ty Fusion và các khách hàng đã luôn tin tưởng đồng hành và trao trọn niềm tin cho Huta. Huta xin chào và hẹn gặp lại.